Trung tâm cây giống Tam Đảo xin kính chào tất cả bà con nhá. Trong video hôm nay em Ngọc sẽ quay và chia sẻ cho bà con một cái cây giống không còn quá xa lạ nữa. Đấy, đó chính là cái cây keo. Nhưng mà cái cây keo này của bên em Ngọc đó chính là cái cây keo lai. Keo lai. Đấy, keo lai thì là một trong những cái dòng keo mà hiện nay được bà con đang thì thay đổi trồng từ cái cây keo ta sang cái cây keo lai này. Đấy. keo lai thì nó có những cái ưu điểm nó vượt trội hơn cái keo Uh, thường rất là nhiều. Thứ nhất là keo lai, tốc độ sinh trưởng và phát triển của nó rất là mạnh và khỏe. Thứ hai là cây keo lai này nó uh, chịu được thời tiết uh, khắc nghiệt. Đấy. Và Việt Nam của chúng ta á, thì uh, thời tiết khá là khắc nghiệt, nên là trồng cái cây này rất là phù hợp. Thứ ba nữa là cái cây keo lai này á, uh, sẽ cho cái năng suất rất là cao. Đấy, thứ tư là nó rút ngắn được cái thời gian thu hoạch bình thường cây uh, keo ta keo Việt của chúng ta trồng khoảng tầm từ uh, 8 cho đến uh, 10 năm thì mới có thể thu hoạch được nhưng đối với dòng keo lai này thì chúng ta chỉ trồng uh, từ 5 cho đến 7 năm là có thể thu hoạch được rồi đấy vì vậy mà đây là một cái dòng cây keo đã, uh, đang được uh, rất nhiều bà con trồng nó mang lại cái giá trị kinh tế và đặc biệt hơn nữa là cái giá thành hợp giá thành cây giống rất là hợp lý vì vậy mà được bà con lựa chọn nhiều thì trong video này em ngọc sẽ quay và chia sẻ để cho bà con nắm bắt được cái dòng cây keo lai này để bà con đang muốn trồng cái thời điểm dịp cuối năm và đầu năm Đấy, bà con tham khảo cái cây này nhé Đấy. Bà con cần số lượng bao nhiêu Và cần kích thước như thế nào Thì liên hệ trực tiếp với em Ngọc Em Ngọc sẽ tư vấn và báo giá cụ thể Để cho bà con nắm rõ hơn Còn bây giờ thì em Ngọc xin kính chào Và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo